Và thực sự là con bước vào đây thì từ cái lúc đầu nhưng mà rất là ngỡ ngàng khi mà nghe được giọng hát của anh Hoàng Vũ. Quá hay đúng không quý vị? Quá hay luôn. Rồi sau đó thì là con đã nghe rất là nhiều anh chị em trong ca sĩ đã hát những bài hát rất là hay về cha, về mẹ, về tình yêu. Thì bây giờ con muốn gửi đến một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát này có nghĩa là quý vị có thể cũng đã biết, bài hát mang tên Tình Hoài Hương. Thank you.
cảm ơn những tràng vỗ tay rất là nồng nhiệt. Quý vị, dù là Mỹ Vân là người chắc là có lẽ là đã hát rất là cuối rồi, và bây giờ thì Mỹ Vân muốn thay đổi chương trình bằng một bài hát rất là dễ thương, bài hát mang tên Oh Mary. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bài hát của Văn Phụng ạ. Xin quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho nữ ca sĩ Ái Mỹ Vân được không quý vị?
duyên dáng đáng yêu. Và quý vị, ngày mai là thứ chủ nhật, quý vị còn thời gian xin hãy nán lại, bởi vì một lát nữa các ca sĩ sẽ quay trở lại, cũng như quý vị yêu tiếng hát của Ái Mỹ Vân, của anh Đặng Thế Luân và cũng như những ca sĩ khác thì xin vui lòng nán lại đến tận cuối chương trình, bởi vì chương trình chỉ mới 10 giờ thôi, nhà hàng có thể đến tới 10, 11 giờ rưỡi, 12 giờ lận. Nên xin mời tất cả quý vị nán lại đến tận cuối. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho nữ ca sĩ Ái Mỹ Vân, thưa quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn. Và xin mời người anh cùng cha, các ông nội, các bà ngoại của quân võ là anh Hoàng Vũ. Dạ, đều là HV hết ạ. Thưa tất cả quý vị, tiếp theo đây thì cho phép chúng tôi xin được thưa qua tất cả quý vị, đó chính là tiền bán vé số của tất cả quý vị đã góp một bàn tay cho thư viện Đạo Viên trong buổi tối ngày hôm nay là 1.485 đồng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Với cái số tiền đó có thể không những giúp cho cái chương trình tối ngày hôm nay mà cũng như là xây dựng chánh điện được khang trang, và cũng như mỗi tối thứ ba thì cũng như là mỗi sáng thứ bảy và những thời khóa khác thì các vị Phật tử có thể đến để mà sinh hoạt những thời khóa khác nhau về thiền tập cũng như là những phần sinh hoạt khác nhau, ví dụ như có bữa thì là tụng kinh, có bữa là thiền hành, có bữa là pháp thoại, có bữa là pháp đàm, rất là nhiều những hoạt động khác nhau được xoay chuyển để có thể tiếp tục cái con đường thực tập và học tập của mình. Dạ, đây là bức tranh. Và thưa quý vị, một lát nữa thì xin tất cả quý vị nán lại để chúng tôi sẽ rút thăm xem vị nào may mắn tối ngày hôm nay sẽ về trên tay với những món quà của chúng tôi, đó chính là một lò nướng, một air drive, rồi thưa quý vị một nồi lẩu để chúng ta có thể nấu lẩu vào mùa đông, rồi quý vị đến nhỏ nữa là một ghế lessor store đã bảo trợ quý vị đi massage ở thẩm mỹ viện Cao Dung. Quý vị có thể dùng điện thoại iPhone 10 để có thể liên lạc với người thân của mình. Đó là những món quà mà tối ngày hôm nay hy vọng những vị may mắn có thể đến đây gieo duyên với thư viện Đạo Viên, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một phần đem về nhà của mình như là một niềm vui mà chúng tôi muốn trao tặng đến tất cả quý vị. Và sau đây xin mời tất cả quý vị đến với một bức tranh nho nhỏ, trong đây có một bài thơ thưa anh Hoàng Vũ, bài thơ đã được thêu nên bằng những cái nét mực, những cái nét chỉ này rất là tinh tế của sư cô ở Việt Nam. Bài thơ được mang tên là Muốn. Ở trong cuộc đời thì chúng ta có nhiều cái muốn khác nhau, tuy nhiên có những cái muốn nó cũng làm cho mình mệt, có những cái muốn nó cũng rất là tốt để giúp cho mình và giúp cho tha nhân. Tuy nhiên nó phải tự tha trước rồi mới vị tha, lợi tha xong rồi sau đó mới gì nữa thầy ạ? Lợi tha xong rồi sau đó mới dạ đúng rồi. Dạ, bài thơ được là Muốn thì em đọc đi em, nếu giờ quý vị nghe hình như là nghe giọng vô hân. Không mà em dạy phải hỏi pháp danh của em trước. Dạ, pháp danh của em là Nhuận Viên Trí. Nhuận Viên Trí. Dạ. Thì quý vị nghe giọng nói nãy giờ ngọt lắm rồi, thì bây giờ có đà đang ngọt để quý vị nghe luôn được không quý vị? Thì để cho vừa tự này để đọc một bài thơ để quý vị nghe luôn. Dạ, bài thơ này của sư phụ được tựa đề là Muốn. Muốn diệt trừ cỏ dại thì cần phải trồng hoa, muốn hiểu rõ cái ta thì lắng nghe diệu pháp, muốn tu đúng chánh pháp thì nương tựa minh sư, muốn hạnh phúc bây giờ thì thân tâm trọn vẹn. Quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho thầy được không ạ? Dạ. Thì hình như là bức tranh này được thêu đúng không em? Thì em có thể nói một tí xíu về cái lịch sử của cái bức tranh này không hiểu không em? Dạ thưa, bức tranh này đã được sư cô Phương Hiếu có một lần viếng thăm thư viện Đạo Viên ở đến sinh hoạt vào mùa lễ Phật đản, thì xong rồi sau đó sư cô về Việt Nam và sư cô là người đích thân đã thêu từng cái nét chữ và cũng như là cái đường chỉ rất là rõ ràng và tinh tế của cái màu xanh của cỏ cũng như là cái máy già lam rất là nhỏ nhắn như thế này mà ông bà chúng ta thường hay dùng cái từ là cải gia quy tự, biến nhà thành chùa.
rất là nhỏ, và quý vị có thể thấy từ xa ở đây không phải là một cái tu viện rất là lớn, chỉ rất là nhỏ ấm cúng. Tuy nhiên lúc nào cũng ấm cúng tình thương của tất cả mọi người, và quý vị ngày hôm nay đến đây để gieo duyên và giúp đỡ cho tu viện Đạo Viên có thể xây dựng chánh điện rộng hơn, để có thể tiếp tục có một cái nơi cho các bạn quý Phật tử, quý đồng hương đến để sinh hoạt. Vậy thì Quân ơi, mình khởi giá là bao nhiêu em cho bức tranh này? Anh hỏi em mấy trăm được à? Trời, em là người đang nói về bức tranh thì em phải biết chứ. Chứ em hỏi anh Vũ hỏi hay chứ. Dạ, con cũng không biết là muốn bao nhiêu nữa, nhưng mà cho phép con có những thứ không có giá trị mình không thể nào đánh đổi được vì cái giá trị. Những cái đường chỉ này nó tốn rất là nhiều thời gian để có thể làm được. Xin phép 500 được không ạ? À? Dạ, 500. Thì chúng ta hãy khởi giá 500, như là con có nói với quý vị biết, đây là những đường chỉ theo sư cô theo rất là tỉ mỉ. Nhưng mà ngoại trừ cái bức tranh không, còn những cái lời thơ của thầy đã trên đây thì đó là một sự dạy dỗ cho chúng ta. Thì quý vị có thể, nếu mà quý thỉnh bức tranh này về, thì chúng ta có thể nhìn thấy những lời nói này mỗi ngày để chúng ta có thể học hỏi được thêm. Thì một lần nữa, đây cũng là một cách phát tâm để chúng ta cũng cùng nhau đóng góp cho tu viện Đạo Viên tối hôm nay. Nếu mà quý vị nào bắt đầu mình khởi giá 500 thì quý vị giơ tay lên, thì Huân sẽ mang đến tận bàn quý vị cho quý vị coi cho nó kỹ hơn. Đây là một cơ hội của chúng ta có thể phát tâm tối hôm nay quý vị nhé. Lúc đầu anh Hoàng Vũ có được thưa tất cả quý vị là có các anh chị quý Phật tử của chùa Giác Sơn, chùa Giác Hoàng, tu viện Thường Vân, và bên cạnh đó còn có các anh chị của Đại Bi Tâm cũng có mặt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dạ, con xin một vị yểm trợ với bức tranh này 500. Dạ, nếu mà quý vị cần coi thì con sẽ mang đến bàn cho quý vị để chuẩn bị coi cho nó kỹ lưỡng hơn. Thì đây là bức tranh, không những là một bức tranh gọi là bình thường quý vị, đây là một tranh phải nói là có 102. Đây là bức tranh thêu rất tỉ mỉ của sư cô, cũng như là những lời khuyên, những lời thơ của thầy được thêu lên bức tranh này. Thì các anh chị ngồi bên kia kìa, những bàn bên kia, anh chị nào có thể khởi giá cái bức tranh này không quý vị?